sử dụng 2 chai nước suối khoảng 1 lít rưỡi tại nhà chúng ta có và đổ đầy nước vào để tập các bạn nha. Ở bài tập lần này, chúng ta sẽ có 5 động tác. Và mỗi động tác như vậy chúng ta sẽ thực hiện từ 3 đến 5 lần tùy theo khả năng thực hiện của các bạn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào động tác đầu tiên các bạn nhé. Ở động tác đầu tiên chúng ta sẽ đẩy vai. Các bạn quan sát kỹ thuật động tác Nhung làm. Hai tay của Nhung co vuông góc để ngang vai của mình. Sau đó mình sẽ đẩy thẳng tạ lên cho hai tạ chạm vào nhau. Thở ra và hạ về hít sâu. Ngang vai. Lên thở ra. Giữ lại. Các bạn nhìn nhé. Và hạ về đây. Hít sâu. Lên thở và xuống hít. Bây giờ chúng ta sẽ làm nhanh. Thực hiện từ 15 đến 20 nhịp cho một động tác như vậy. Lên thở và xuống hít các bạn. Như Nhung đã nói, nếu các bạn là nam, các bạn có thể tập tạ từ 5 đến 10 kg tùy theo sức. Các bạn là nữ, các bạn chỉ cần tập tạ từ 1 đến 3 kg giống Nhung là được rồi. Lên thở và xuống hít. Khi chúng ta là nữ, chúng ta tập tay vai thì giúp cho tay vai của các bạn trở nên thon gọn và săn chắc hơn. Nó sẽ không làm cho tay vai chúng ta to và đô ra đâu. Cho nên chị em hãy yên tâm và tập luyện nhé. Lên thở và xuống hít. Lên thở ra. Xuống ngang vai ha các bạn. Hít vào, không có để thấp hơn. Lên thở. Các bạn quan sát kỹ thuật. Nhìn kỹ khuỷu tay của Nhung. Lên thở và xuống hít các bạn nhé. Ở động tác này các bạn có thể ngồi trên chiếc ghế tập cũng được. Nhưng mà Nhung thì Nhung đứng để các bạn quan sát cho dễ hơn. Lên thở và xuống hít. Lên thở nè, xuống hít. Nếu như chúng ta mới tập tay vai á, thì qua ngày hôm sau tay vai các bạn sẽ có triệu chứng mỏi và đau nhức. Đó là chuyện bình thường khi các bạn tập tay vai. Lên thở và xuống hít các bạn nhé. Cố gắng lên. Lên thở nè. Và xuống chúng ta hít lại. Ở động tác như thế này chúng ta sẽ thực hiện từ 3 đến 5 hiệp cho một động tác tùy theo khả năng mà chúng ta thực hiện các bạn nhé. Thôi nghỉ 10 giây. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua động tác thứ hai đẩy vai trước. Hai tay của mình gập khuỷu, vuông góc để song song trước ngực. Sau đó chúng ta sẽ đẩy tạ thẳng qua đầu thở. Và hạ về tay gập vuông góc trước ngực, hít sâu. Lên thở và xuống hít. Động tác này chúng ta cũng thực hiện từ 15 đến 20 nhịp cho một động tác tùy theo khả năng thực hiện và cũng lặp lại 3 lần. Lên thở và xuống hít. Mình sẽ quay nhiều góc cho các bạn dễ quan sát. Lên thở và xuống hít. Các bạn đẩy tay lên như Nhung nhé. Lên thở và xuống hít nào. Cố gắng lên. Lên thở và xuống hít. Khi chúng ta tập tay vai, các bạn tập đúng và cảm nhận tốt thì nó sẽ rất là nhanh mỏi. Các bạn không có gồng phần cổ của mình nhớ nha. Lên thở và xuống hít. Thôi chúng ta nghỉ 10 giây, sau đó chuyển qua động tác bay vai các bạn nhé. Sẵn sàng, chúng ta sẽ cầm tạ. Nâng lên thở nè. Nâng ngang lên thở và hạ về hít các bạn. Động tác này không khó, các bạn chỉ cần bay tạ ngang vai hoặc là cao hơn vai của mình tùy theo khả năng mà các bạn tập luyện. Lên thở và xuống hít. Mắt của chúng ta luôn luôn nhìn thẳng về phía trước các bạn nha. Cũng thực hiện từ 15 đến 20 nhịp cho động tác này. Lên thở và xuống hít. Mình sẽ quay ngang cho các bạn dễ nhìn nha. Các bạn quan sát động tác nhé. Lên thở nè. Này. Và xuống hít. Nếu như các bạn cầm tạ quá nặng thì các bạn có thể hơi gập khuỷu tay vẫn được. Các bạn cầm tạ nhẹ thì các bạn chịu khó thẳng tay ra cho Nhung nha. Khá là mỏi. Lên thở và xuống hít các bạn. Cố lên, cố lên. Rồi, chúng ta chuyển động tác tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ bay vai trước. Các bạn sẽ đánh một vòng ra như thế này. Tương tự. Tạ ở dưới đùi các bạn sẽ xoay một vòng lên. Lên và thở và xuống. Các bạn vòng xuống. Mình sẽ quay như các bạn dễ quan sát nhé. Lên thở và xuống hít. Đây. Kỹ thuật của động tác là như thế này. Các bạn cho hai đầu tạ chạm vào nhau. Lên thở và xuống hít. Thực hiện từ 15 đến 20 nhịp. Và lặp lại 3 lần như vậy tùy theo sức của mình các bạn nhé. Cố
gắng lên. Đây là bài tập giúp cho tay vai của chúng ta trở nên săn chắc và thon gọn hơn đó các bạn. Mình là nữ thì chắc chắn nó sẽ không có bị to bị đô ra đâu các bạn ơi. Muốn to muốn đô ra rất là khó, cho nên các bạn yên tâm mà tập luyện nhé. Và quan trọng là cái chế độ ăn nữa, nếu như các bạn mà đang trong giai đoạn giảm cân thì bắt buộc phải ăn kiêng rồi. Chúng ta chuẩn bị tập tay sau đây. Du sẽ quay đằng sau cho các bạn dễ nhìn nhé. Mình sẽ nắm cái đầu tạ phía trên như thế này, gập sát hai khuỷu tay gần nhau, rồi gập tạ vuông góc. Khi xuống các bạn lưu ý mình hít vào và lên thở ra. Xuống hít vào các bạn nhé. Gập khuỷu tay của mình vuông góc xuống, các bạn sẽ hít vào. Du sẽ làm chậm để các bạn dễ quan sát vì động tác này dễ sai. Xuống hít và lên thở. Bắt đầu tập 1 và duỗi. Du sẽ quay lại cho các bạn dễ quan sát. 2 đây, gập vuông góc và duỗi. Tiếp tục 3, nếu như chúng ta mới bắt đầu tập động tác này thì dĩ nhiên là Du sẽ hướng dẫn cho các bạn chậm như thế này. Các bạn tập quen rồi các bạn có thể tự tập nhé. Gập khuỷu tay ép sát vào như thế này và duỗi thẳng. Gập khuỷu tay sát vào và duỗi thẳng lên các bạn. Động tác này giúp cho cái vùng tay của chúng ta trở nên săn chắc hơn. Thường với phụ nữ là cái tay sau của chúng ta rất là dễ bị nhão các bạn. Thì các bạn chịu khó tập động tác này nhé. Như thực hiện là chỉ tạ 3 kg thôi. Các bạn tập không nổi thì tập 1 kg. Các bạn tập tốt hơn thì có thể tập từ 5 đến 10 kg. Lên thở và xuống hít. Như Nhung đã hướng dẫn lúc đầu, nếu như không có tạ các bạn có thể sử dụng chai nước suối tại nhà mình để tập nhé. Lên thở nè, ép khuỷu tay và xuống hít là vuông góc nè. Lên thở nè, xuống ép khuỷu tay vào. Rồi, cố gắng lên. Bài tập của chúng ta đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Các bạn cảm thấy như thế nào sau bài tập vừa rồi? Các bạn lưu ý là hãy lặp lại 3 lần nhé. Thôi, bye bye, hẹn gặp lại các bạn.